Trước khi vô thì bác Yến ông điện thoại nói chị Anh ơi, chị có thai rồi, rất là mừng. Lúc đó nó thịt vui không thể nào mà cầm được nước mắt. Rất là vui và nói chung là cũng có xen lẫn vào đó cũng một chút xúc động, có nghĩa là bởi vì cái niềm vui đó mà mình mong chờ rất là lâu tới bây giờ mới có được, cho nên là vừa vui nhưng mà cũng thấy là xúc động. Khi nhắc lại giây phút được thông báo có tin vui, trái tim hai anh chị với niềm mong ngóng 15 năm, dù cố nén mấy cũng không kìm được. Trước khi tôi đi thụ tinh thì là anh uống thì cũng bình thường thôi, như ăn nhiều chất đạm rồi rau xanh rồi đó. Khi thụ tinh xong về thì trên bệnh viện về cũng ngày đó thì nghỉ ngơi, ngày hôm sau thì cũng đi lui tới bình thường, nhưng làm những cái việc nhẹ nhàng trong gia đình, mình cũng là nấu cơm quét nhà chứ không có nằm đã. Rồi sáng thì ra phơi nắng. Cái cơ bản nhất là được theo lời của bác sĩ tư vấn, bác sĩ chuyên khoa nên tư vấn thì mình cái cơ bản là mình phải theo. Bộ mặt đó thì cũng tham khảo thêm ở trên mạng, rồi hỏi thêm các chị mà có em bé trước, cái kinh nghiệm thực tế khi có mang thai vậy đó thì cái cách chăm sóc rồi ăn uống nghỉ ngơi như thế nào. Bé được 6 tháng, nhưng câu chuyện về hành trình tạo phôi thành công thì chỉ mới như ngày hôm qua. Khi niềm mong ngóng đã trở thành niềm vui thật sự, anh chị và cả nhà cùng nhau cố gắng làm thật tốt để cho hai mẹ con có sức khỏe tốt nhất. Tôi khuyên những cặp vợ chồng mà hiện giờ đang đang mong con thì đừng có nản chí ha, phải cái là kiên quyết lên, phải có giàu nghị lực ý chí. Nhưng thí dụ một lần không đạt thì mình sẽ là cái nào nó cũng cái ý của mình, cái nghị lực của mình là mình quyết tâm thì nó sẽ đạt thành công. Giống y tôi nè, lần thứ năm tôi đã đạt thành công. Anh Vũ và chị Hạnh đã phải trải qua đến 5 lần thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Dù có thất bại ở nhiều nơi trước đó, có những lần ngắt quãng vì điều kiện kinh tế, nhưng tin tưởng sự phát triển của y học, những sự chỉ dẫn đúng đắn, anh chị vẫn tiếp tục. Và có lẽ yếu tố lớn nhất để thành công đó là khát khao yêu thương thì sẽ được yêu thương gõ cửa. Bé là rất ngoan, rất dễ nuôi lắm, ăn uống đồ là bình thường không có gì hết. Theo chỉ số của bác sĩ theo dõi thì bé phát triển đúng với chỉ số đó, nói chung là rất là tốt. Tới giờ này thì bé phát triển rất là tốt, rất là khỏe.